Xin chào cả nhà đang xem kênh của Bình Lê Vlog 86 nha. Đó. Ngày hôm nay em đi sang nhà bà dì em quay video cho mọi người là xem đại gia đình nhà em đóng hoa từ trên xuống dưới luôn cả nhà. Dòng họ. Dòng họ đóng hoa và chuyên cung cấp các loại hoa và các loại lá cắm nhé. Cả nhà ai cần thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Em sẽ đóng hàng và cắt hoa đi cho mọi người nhé. Đây là Tùng Mạ Long nha cả nhà. Đây. Mạ Long. À Tùng Mạ Non, trời ơi. Tùng nhà gì à? Cắt vào đấy à? Này, mày bây giờ như mày chuyển hết sang đoàn lá nhà. Rồi, và đây là lá tùng mạ non này cả nhà này. Đó. Đây nha. Và đây là tím này cả nhà này. Thạch thảo tím. Cái nhà cái cửa này nó màu xanh này. Nó phản vào đây làm nhìn cái màu nó khác tím. Ừ. Nó không phải tím nữa. Cái bạc. Nó bạc bạc tại vì màu xanh nó phản vào. Đó. Đây là Hoàng Anh nha cả nhà. Đó nha. Đẹp từ chân đến ngọn luôn ấy. Hoa bữa nay đẹp từ chân đến ngọn luôn, thật luôn ấy. Không có cái hoa nào mà đẹp hơn cái hoa nào nữa. Người đóng hoa cũng vậy. Quay cho mãi để cho sinh sướng một đời. Sinh sống ba đời em đóng hoa. Người em nhà số 2 thì chả có ai nhà số 1. Rất là đẹp nha cả nhà. Chỉ có nhà em ở số 2 thôi. Không có ai là số 1. Hoa cẩm tú cầu. Hôm nay là đi cả hoa sự kiện luôn nha. Trắng mà nó bị cái tường màu xanh vô cũng nó thành bạc bạc. Ôi. Bói á? À của nhà thím à? Đẹp không? Sắp được cắt rồi nha cả nhà. Hướng dương sắp được cắt rồi. Hôm nay đây là được bói thôi. Giống này giống cũ đúng không? Gì? Giống này giống cũ mà. Thì đa phần là lấy giống cũ trồng thì nó đẹp chứ còn giống mới không chuẩn.
Đây là bói. Toàn hoa bói thôi cả nhà. Đấy, đúng không đấy? Không có để bói chút bói này.